Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một công thức làm bánh bông lan với dạng không đánh tách lòng trắng trứng và đặc biệt kết hợp với sữa nóng để giúp cho bánh có kết cấu mềm mịn. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm nha. Mình sẽ dùng 2 quả trứng gà, cho thêm 90g đường, khuấy sơ lên cho đường tan. Sau đó chuyển qua dùng máy đánh trứng đánh cho đến khi nó chuyển sang màu vàng nhạt và hơi đặc lại là được. Cho thêm 30g dầu ăn. Tiếp tục đánh thêm vài giây nữa để cho dầu nó tan đều ra luôn. Xong mình sẽ rây vào 130g bột mì số 8, 3g bột nở, 2g muối. Sau đó trộn đều lên, các bạn có thể chia 2 hoặc là 3 lần rây vào để trộn cho nó nhanh hòa tan. Mình cứ trộn đều tay nhẹ nhàng cho đến khi bột khô nó tan là được. Tiếp theo mình sẽ đun nóng 100g sữa tươi không đường và 30g bơ lạc. Mình để lửa nhỏ khuấy cho đến khi bơ tan và sữa của mình nó nóng lên là được, không cần để sôi nha. Sau đó mình cho vào hỗn hợp trứng, thêm vào 2 miếng vani nữa. Tiếp tục trộn đều tay lần nữa để cho các hỗn hợp nó hòa quyện lại hết với nhau là được. Ở đây mình sẽ sử dụng khuôn chữ nhật với chiều dài là 19,6, còn chiều ngang là 9,8cm. Sau khi cho bột vào khuôn thì mình dập vài lần cho nó vỡ bớt các cái bóng khí lớn. Làm nóng lò trước 10 phút rồi để bánh vào rãnh cuối. Mình nướng 140 độ trong khoảng 40 đến 50 phút. Các bạn canh cho đến khi thấy bánh vàng là được. Vậy là mình đã làm xong món bánh bông lan sữa nóng. Bánh nở tốt và có kết cấu bên trong rất mềm mịn. Mình nên ăn liền thì bánh sẽ ngon hơn, còn nếu dùng không hết có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.